Rùa và thỏ. Trong một khu rừng nọ, có đôi bạn rùa và thỏ cùng học trong ngôi trường của thầy gấu già. Một buổi sáng, trên con đường đến lớp, rùa và thỏ thách thức với nhau xem coi ai đến lớp trước. Thỏ bảo: "Này rùa, anh cùng tôi thi xem ai đến lớp trước nhé." Vừa nói dứt lời, thỏ đã chạy một hơi, bỏ rùa lại phía sau lưng. Biết mình chậm chạp vì thân nặng nề nên rùa đã chạy thẳng một hơi đến trường để tới lớp kịp giờ thầy gấu dậy. Thỏ thấy mình nhanh nhẹn, đâm ra ỷ lại. Thỏ bảo: "Nếu nói đến chạy nhanh thì trong rừng này còn ai bằng ta. Rùa kia chậm chạp, ta phải chờ nó sắp tới trường rồi đuổi qua mặt nó cũng không muộn." Nghĩ sao là làm như thế. Thỏ chẳng màng đến việc đến lớp, cứ la cà đuổi bướm, hái hoa và ngủ một giấc ngon lành. Khi tỉnh giấc, thấy quá giờ đến lớp, thỏ chạy giác chân lên cổ mà vẫn không sao đến lớp kịp giờ. Khi đến lớp, thỏ bị thầy giáo gấu phạt vì đã đi học muộn. Đáng đời cho bạn thỏ vì ỷ lại mà phải đến lớp muộn.